Thực ra thì khi mà là một sinh viên của trường sân khấu điện ảnh và sau đó là báo chí thì Phúc rất là mê đọc sách. Với Phúc á, sách nó giống như một cái người bạn và một cái người để mà mình chia sẻ những cái cảm xúc, những cái mà mình đang muốn tìm hiểu. Và đặc biệt là nó giống như kiểu như mình nói là một cái thư viện để cung cấp rất là nhiều kiến thức cho mình. Thì thật ra hồi ngày xưa thì Phúc là mỗi buổi tối sẽ đọc một cuốn sách để mình đi ngủ. Bây giờ thì có sách điện tử các thể loại thì mình sẽ bớt đi cái việc đấy. Nhưng mà xưa những cái cuốn sách như thế này cầm trên tay là đọc là rất là thích. Và sờ được cái mùi giấy mới nè, cái bìa và cả những hình ảnh mà các cái nhà thiết kế họ trang trí trên cuốn sách đó. Thì với Phúc là sách là một cái người bạn không thể thiếu của mình từ lúc học đại học rồi. Bản thân Phúc thì khi cầm trên tay Cảnh sát Đà Lạt xứ ngàn hoa và Cảnh sát phố thị Sài Gòn chợ lớn đây của tác giả Phạm Công Tâm tranh và ký họa, thì Phúc thấy nó sao ta, nó xịn sò kiểu như cầm mà thấy kiểu như là nó rất là thích. Và nó là một cái gì kiểu như là với mọi người thì thực ra là mọi người không thích thì mọi người không quan tâm, nhưng Phúc nó một cái tài sản là cầm nè, mình cầm mình sờ và mình thấy nó chắc chắn và nó rất là chỉnh chu. Và một cái tác phẩm như vậy thì Phúc nghĩ là một cái món quà rất là thú vị cho những ai mà yêu thích đọc sách như Phúc, hoặc là những ai mà yêu thích những cái nơi mà gắn bó với mình, với tuổi thơ của mình, hoặc là với cả một cuộc đời của mình, như là Đà Lạt hoặc là Sài Gòn xưa nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Phúc thấy rằng việc trình bày những cuốn sách như thế này rất là đẹp, và thực sự Phúc không nghĩ là tác giả Phạm Công Tâm cũng như là để Phúc xem nhé, nhà xuất bản nào ở trong này đây. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sách Phương Nam, quá là tuyệt vời. Và đây là món quà Phúc nghĩ rất là ý nghĩa cho những ai mà đã từng sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, quá quý luôn. Ok. Với Phúc, một người con sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cái cảnh sắc phố thị Sài Gòn chợ lớn này thì quá là quen thuộc. Nó giống như là sao ta, khi mà mình đi đâu á, mình sẽ tìm một cái nơi để mình trở về, hoặc là một cái nơi để mà mình biết là mình đã sinh ra từ đâu, thì chắc chắn là cái tên Sài Gòn chợ lớn là mình đã thấy là nó ý nghĩa với mình. Bản thân Phúc thì tới năm nay là 43 năm, mặc dù có 5 năm ở Hà Nội công tác tới bây giờ, nhưng mà với Phúc á, Sài Gòn chợ lớn nó giống như là một cái trang nhật ký, nó lật lại tất cả những cái kỷ niệm từ lúc mình sinh ra, lớn lên mà mình trưởng thành như thế nào. Hồi đó thì khi mà ông nội bà nội Phúc còn sống ở chợ lớn ở quận 5, quận 8, thì Phúc thường xuyên đi bộ từ nhà ông ở cầu Nhị Thiên Đường, đi bộ quanh cái khu chợ lớn, đó là cái khu của người Hoa, họ sinh sống và làm việc ở đó. Họ có bán thuốc người Hoa này, các món ăn, và đặc biệt là những cái đồ mà về Trung Thu, trống này, hoặc là những cái như mặt nạ và những cái đồ cưới. Thực ra thì người Hoa họ đến với Việt Nam mình cũng từ lâu rồi, và khi họ là một cái cộng đồng của Việt Nam mình thì họ đã lập một cái khu là khu chợ lớn, họ ở đó rất là lâu. Và tất cả những cái gì văn hóa, sinh sống, những món ăn, những cái ký ức và những cái đồ vật đó, thì họ làm rất là đẹp và tinh xảo. Và cho đó là khi mà tới tiệc tùng hoặc là tới Trung Thu, tới lễ cưới thì mọi người hay đến cái khu chợ lớn để mua đồ. Và thậm chí là họ có những cái thiết kế riêng và kiểu như signature đó, cái là những cái riêng cho cái khu này. Và nó là một phần không thể thiếu của Sài Gòn. Và đặc biệt là nếu ở Việt Nam mình ở cái khu nào mà có người Hoa, họ lập một cái chợ hoặc lập một cái khu, họ sống rất là đông đúc và kiểu như là nó nhìn, mình nhìn nó thú vị, một cái màu sắc khác, tạo nên cái màu sắc, cái thương hiệu cho bất kỳ một cái nơi nào mà khi mà ở đó có người Hoa. Thực ra thì Phúc hơi bất ngờ là cái cảnh sắc phố thị Sài Gòn chợ lớn này được Phạm Công Tâm tác giả khắc họa lại khá là tỉ mỉ, và thậm chí là có nhìn hình nó còn đẹp. Mình đang nghĩ là họ chụp lại, chứ không phải là họ kiểu ký họa đâu, tức là không nghĩ là tranh, mà nghĩ là tác giả này đã chụp lại
và đưa lên một cái kiểu đồ họa, một cái phần Photoshop chỉnh sửa, nhưng thực ra là đây là hoàn toàn là vẽ lại hết. Thì mình thấy chỉ có những người yêu Sài Gòn, yêu cái nơi này, họ mới có được cái hình ảnh đấy. Và với bản thân Phúc thì Phúc nhìn Phúc thấy kiểu bất ngờ. Có nghĩa là tại sao mà mình ở, nhiều khi cái nơi mình ở mình bị quen, mình không có bị cảm xúc với nó. Nhưng khi một ai đó, một người khác tới, hoặc là một người nào đó vẽ về cái nơi mình ở, tự nhiên mình thấy ôi sao mình ở cái nơi đẹp thế. Đó là có nhiều người họ nói là họ đi khắp nơi nhưng họ không thích, vẫn thích Việt Nam. Đó là không hiểu kiểu lý do gì, nhưng mà khi họ hạ cánh máy bay xuống Việt Nam, họ thấy ôi bao nhiêu cái kỷ niệm, ký ức ùa về. Và với mọi người thì dù là ở một nơi nào, chứ không chỉ là ở Sài Gòn Chợ Lớn, thì họ vẫn kiểu như là một cái đó rất là mãnh liệt, một cái tình cảm rất là mãnh liệt, gắn bó, một cái sợi dây liên kết. Thì Phúc thấy trở lại cái cuốn Cảnh sát phố thị này, Sài Gòn Chợ Lớn ấy, tác giả đã khắc họa rất là đẹp từ cái tòa nhà Vitesco này, từ những cái quán ăn, từ những cái chiếc taxi hoặc những cái cửa hiệu. Cái cửa hiệu thì ở đâu cũng có, nhưng đặc biệt riêng ở Sài Gòn Chợ Lớn nó có những cái cửa hiệu từ lâu đời, từ rất là lâu đâu để không từ khi nào, có thậm chí là mấy trăm năm cơ, nhưng nó vẫn nằm đó và nó là một cái minh chứng cho cái thời gian và lịch sử, kiểu như à nơi này đã từng có người Việt sinh sống và đã từng có một cái nơi họ làm ăn, họ làm việc như thế. Cho nên là từng cái hình ảnh chi tiết, hoặc là những khách du lịch, những hình ảnh khách du lịch đi tới đây đều rất là sống động và đẹp. Có nghĩa là kiểu như là mình nhìn thấy mình thấy à đây là một cái cách quảng bá Việt Nam mình cho khách nước ngoài, hoặc là du khách khi họ chưa tới Sài Gòn, chưa tới Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ đang băn khoăn, họ nhìn ôi đẹp quá, và rõ ràng khi họ tới thì họ lại thấy đẹp như thế nhiều hơn nữa. Đấy là một cái cách quảng bá du lịch rất là tốt, và Phúc nghĩ là chỉ có người yêu Sài Gòn Chợ Lớn như tác giả Phạm Công Tâm mới có những cái ký họa kêu là đỉnh của đỉnh như thế. Rồi ở đây nhé, Phúc cho mọi người coi một cái trang Phúc vô tình cũng mở ra thôi. Đây là chợ Xóm Củi, đây có ghi nè, chợ Xóm Củi, cầu Xóm Củi, và có cái chợ Xóm Củi ở quận 8 là nơi đây là ông bà nội Phúc sống ở đây ngày xưa. Đó, thì đây cái cầu bây giờ nó chia thành quận 1 là quận nhất và quận 8 có hai hướng. Hai hướng, một đi thẳng thì mình sẽ quận 1, hai là mình quẹo đây là qua quận 8. Hoặc là những cái món ăn quen thuộc, phở, hoặc là những cái món ăn mà bò kho, bánh canh rồi nói thứ. Nói chung là đây là những cái hình ảnh mà rất là quen. Ngày xưa khi Phúc ở quận 8 ở với ông bà nội á, thì chuyên môn đi qua khu vực này, cái chợ Xóm Củi này. Ở đây thì có cái cô không biết giờ có còn sống hay không, nhưng cổ bán rất là nhiều món ăn vặt ấy. Cái là ví dụ như khoai lang này, bắp luộc, hoặc là bánh tầm bì, các loại bánh ngọt, đồ ngọt ở đó, và ngay dưới cái cặp cầu luôn, và ngay dưới chợ luôn. Thì lần nào Phúc ra nữa là cô bán cho con, xong cô nói có tiền không, hồi xưa bán rồi đâu có tiền đâu, thế là cô nói cho thiếu. Thật ra thiếu thôi, nhưng mà lâu lâu một tuần hai tuần thì bà nội vẫn đi ra trả tiền. Thì đây là một cái hình ảnh mà Phúc rất là quen thuộc ra chợ Xóm Củi, nó rất là cụ thể. Và với mọi người thì nhiều khi chợ Xóm Củi nó là cả một cái nơi họ làm ăn sinh sống. Có những bạn thành công từ ngôi chợ này, tại sao bố mẹ bạn ấy là bán ở chợ, bán rất là nhiều món ăn, bán rau này, bán thịt, bán gạo, bán cá, và sau đó nuôi bạn ấy thành đại học kỹ sư bác sĩ, và bây giờ bạn ấy có những cái cơ ngơi rất là lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bạn ấy vẫn quay lại đây để tìm lại những cái kỷ niệm, tại vì nơi đây đã nuôi cho bạn ấy khôn lớn. Đây là một cái nơi mà rất là nhiều tiểu thương làm ăn sinh sống, và bây giờ cái chợ Xóm Củi này vẫn còn, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ khang trang, nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng ngày xưa nó sẽ là một cái chợ kiểu tự phát, là chợ mà kiểu như mọi người sẽ bày ra bán tất cả những cái gì mình có, gà vịt mọi thứ, và những cái món ăn như phở hay là bánh canh hay hủ tiếu hay bún bò gì đấy, thì là một cái món mà có thể nói là không thể thiếu của mỗi buổi sáng. Khi mà chúng ta dậy chúng ta ăn sáng thì tất cả mọi người từ khắp mọi nơi về Sài Gòn, về Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, thì họ sẽ bán những cái món gì mà họ thấy ngon nhất ở địa phương của họ. Thí dụ miền Trung thì họ sẽ bán bún bò Huế, bán mì Quảng các kiểu, ở Hà Nội thì vào bán phở Hà Nội, bán bún đậu mắm tôm. Ở miền Tây thì họ lại bán hủ tiếu, họ bán rất là nhiều món ăn, ví dụ như là kiểu như những cái xôi, mà xôi có ngọt thì là ngọt xôi sầu riêng, xôi rất là nhiều, tạp chí rất là thú vị. Thì tất cả những cái món ngon nhất họ tập trung ở cái chợ này. Thì với Phúc á, là chỉ cần đi ra chợ Xóm Củi là không thiếu gì hết. Đây là một cái khu rất là nổi tiếng ở chợ lớn, ở quận 8. Thì Phúc thì cũng nghĩ rằng là đó chỉ là một cái hình ảnh thôi. Hay là chúng ta thấy tiếp tục nữa nè, một cái địa điểm nữa, đó là Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Đây từ năm 1927 và tác giả vẽ lại rất là đẹp luôn. Bảo tàng này thì bây giờ nó là một cái địa điểm để mà mọi người tới đây tìm hiểu về về Thành phố Hồ Chí Minh, về Sài Gòn. Nó rất nhiều những cái
kỹ vật, có thể là trong chiến tranh có, hòa bình cũng có, và đặc biệt là những cái hình ảnh rất là đẹp về một cái Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà bao nhiêu năm rồi coi như là đều được lưu giữ ở đây rất là kỹ. Và thật ra thì với Phúc, cái cuốn Sài Gòn Chợ Lớn này á, nó giống như là đây, hoặc là tượng bác ở trước Ủy ban Nhân dân thành phố, bây giờ là phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngày xưa là chợ hoa Nguyễn Huệ. Hồi xưa cứ mỗi gần Tết nha, chừng 20 mấy Tết bắt đầu là có cái chợ hoa này, thì bây giờ là phố đi bộ Nguyễn Huệ họ vẫn làm. Nhưng mà trước khu tượng của bác đây thì là cái con đường Nguyễn Huệ dọc đấy, thì có rất nhiều hoa, họ sẽ nhập hết tất cả các loại hoa, các loại cây kiểm đẹp nhất để mà bán, thậm chí là chỉ để trưng bày đó thôi, để cho mọi người có thể là đi tham quan. Và giờ đây này, mọi người thấy là đường Nguyễn Huệ này thì tác giả vẽ lại rất là đẹp. Và các bạn trẻ, đây là bây giờ kêu là trend đó, là các bạn trẻ sẽ tụ tập ở đây vào cuối tuần, và vào thứ bảy chủ nhật họ sẽ khóa cái đường này lại để đi bộ, để chỉ dành riêng cho đi bộ thôi. Đấy, thì nó nói chung là khi mà mình lật tới đâu thì mình thấy là kiểu như là một cái hình ảnh mà kiểu là được ghi lại rất là tỉ mỉ và đầy cảm xúc, màu sắc cũng rất là đẹp, tác giả vẽ lại rất là đẹp. Thì Phúc nghĩ là nếu mà cho cái cuốn này 10 thang điểm trên 10 thì Phúc nghĩ chắc phải cho 10 điểm rưỡi. Tại vì là ngoài cái việc mà hình ảnh vẽ thì những cái lời, thí dụ như này, tác giả sẽ viết là nằm ở đường Nguyễn Huệ, nhìn thẳng đến bến Bạch Đằng, trụ sở của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909 do kiến trúc sư Fermat thiết kế, và thời Pháp thì thuộc tòa nhà này có tên là Hotel de Villa trong tiếng Pháp, tức là dinh xã Tây trong tiếng Việt. Tác giả nghiên cứu rất là kỹ, tức là từng cụ thể, từng cái mốc thời gian, từng cái chi tiết, và làm cho người ta hiểu thêm về những cái địa điểm này, chứ không phải là chỉ nhìn sơ qua những hình ảnh. Thì Phúc nghĩ là đây là một cái có thể là một cái tác phẩm tiếp tục nha, cho mọi người coi một người phụ nữ, người Hoa đây, đúng không, ngồi trước cửa nhà, và bà rất là đẹp, tức là cái thần thái của một cái người phụ nữ, người Hoa. Khi mà họ tới đây họ sinh sống và làm việc ấy, thì họ tự nhiên họ thấy yêu luôn, và họ chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Và cái phong thái của bà ngồi rất là thoải mái, bà ngồi và kiểu như là bà nhìn cái cảnh đẹp của Chợ Lớn Sài Gòn giống như là bà nhìn thấy quê hương của bà vậy. Tại vì khi mà họ đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của họ rồi thì họ sẽ yêu luôn cái nơi đó, từng ngóc ngách con đường, và thậm chí là từng cái món ăn, từ kỷ niệm. Và Phúc nghĩ là với mỗi một người sẽ có một cái hình ảnh lưu giữ cho mình, nhưng mà chắc chắn những ai mà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn Chợ Lớn, đặc biệt ở khu Chợ Lớn này, thì họ sẽ rất là thích, họ coi như đây là như một cái kỷ vật. Với Phúc thì gần 300.000 trong cái cuốn sách này quá là rẻ, tức là không phải đắt, nhưng mà nó lại là cả một cái kiểu như là một món quà mà để cho mỗi người đi đâu, mọi người sẽ có một cái để mà mở ra coi và cầm kiểu đẹp xịn sò.